Ôi, tôi lên top 1 rồi các bạn ơi. Bạn chú ý giùm mình là cái nút đào này với lại cái nút nhảy giùm mình nha. Rồi vỡ rồi các bạn ơi, vỡ rồi nha. Đó, đập được nha. Vậy là cái con cuối cùng chúng ta chắc chắn là một cái con gọi là con vua rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, mong là ra con hiếm nha. Hiếm. Ok, hello mọi người, lại là mình ToanYolo đây các bạn. Hello các bạn nha. Chào mừng Văn Cà Trai quay trở lại clip của tôi nha mọi người. Chào em nha. Đó thì hôm nay mọi người gọi là ở trong map trống, các bạn, ở trong map trống tôi sẽ gọi là đi đào tiếp nha các bạn ơi. Đây. Hiện tại là map này chỉ có 3 người các bạn, một hạt phụ của tôi nè, một hạt này của bạn kia nha mọi người nha. Ok ha. Rồi thì mấy bạn cũng biết đó, ngày hôm nay các bạn là có cái cúp mới nha. Thì là hôm nay để coi tôi sẽ giành được cúp không nha các bạn ơi. Cái gì ta? Đó thì để coi như thế nào các bạn. Cái này là 10 điểm đúng không? Màu vàng là 5 điểm, màu xanh là 3 điểm. À, vậy là cái xu bình thường là không có điểm nha mọi người. Cái này đào gì là cũng hên xui lắm nha các bạn. Rồi các bạn, một lát nữa mình đào xong á, mình sẽ nhường cái map này lại cho các bạn nào mà đăng ký kênh của mình nào, cho bạn nào like video của mình nha các bạn ơi. Nhường lại cho bạn ha. Rồi bây giờ mình đào, các bạn tham gia cuộc thi thôi. Ở đây có một cái gọi là cái cục xì la vàng, các bạn đã hoa này ha. Hay hoa quá. Cho bú cái cục chỏ bây giờ đó. Rồi tôi sẽ đăng ký luôn nha mọi người. Rồi vô để coi ngày hôm nay tôi có đạt được chi nhất không nha các bạn ơi. Ôi mấp trống nha mọi người. Bây giờ chung là không những có mấp trống mà tôi còn có chiến thuật khác để các bạn xem tới cuối cùng nha. Để tôi coi kỹ là có ai tham gia cùng với tôi không ta. Có nha mọi người, có nha, được mấy người nhưng mà người ta chưa có đào nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu đào luôn nha. Đây rồi các bạn ơi. Ồ đó, ông Thanh Tu vậy ông được 30 điểm kìa, nhanh chứ hả? Hồi nãy chưa thấy có điểm nào mà giờ 30 điểm rồi. Bây giờ mình chỉ cho bạn cái mẹo nha, cái mẹo là như thế này nha các bạn. Rồi ha. Rồi hiện tại là bạn thấy không? Hiện tại là mình có một cái hạt phụ ở đây nha các bạn. Đó. Và một cái hạt chính của mình đang đứng trong đây nha các bạn. Khi nào mà cái con xì lam khác nó ra cái mình tele qua đây, mình đập cái con xì lam xanh nha các bạn. Đó thì khi nào mà cái không có cái mình chở ngược chiều bên kia, đập bên map bên kia các bạn. Thì đó. Nếu bạn nào có bạn bè như thế này á thì nên các bạn nên gọi là đi kiểu như tham khảo nhau, kiểu như ấy ta đang có cùng xì lam xanh nè, mày qua đây đi. Đó thì đi qua đi lại nha mọi người, cứ đổi map với nhau nhưng mà gọi nhau đến á, sẽ đập nó sẽ lại sẽ ra nhiều hơn các bạn, tại vì cái này đá xanh nó ra cái kia nó nhiều lắm rồi ha. Ok ha. Rồi thì chắc có lẽ là mình sẽ gọi là đập nhanh để cố gắng ở top 1 xong rồi làm cái khác các bạn. Cái khác đó làm gì ta? Tôi là chơi nhân phẩm, hay chơi trò chơi nhân phẩm là mở trứng bét coi ra cái gì nha các bạn. Hoặc là có thể nếu mình đủ nguyên liệu các bạn thì mình sẽ gọi là chế tạo luôn cái nguyên con bét lớn rồi các bạn ha. Rồi đi thôi. Đây trên đó có một cục kìa, sao lên được ta? Sao lên được trên đó mọi người? Tôi không có pizza rồi. A few moments later. Rồi, hạt phụ tôi không có pizza thì hạt chính có pizza nha các bạn. Đây, tôi có pizza gặp thôi nha các bạn ơi. Rồi giờ chỉ việc là tele lên thôi. Ôi, tôi lên top 1 rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái viên này tính ra cái viên này ngon nha. Ôi, tôi được mấy điểm rồi ta? Ý 35 điểm mà. Ồ, ok, được nha. Ở đây mọi người thì sẵn đang có sự kiện gọi là đào cúp các bạn. Rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn nha. Hiện tại tôi đang top 1 cho mọi người. Đây, tôi đang top 1 các bạn. Đó, sẵn đây chỉ cho các bạn đắp cái con này luôn các bạn. Đó, giờ xem nha. Bây giờ mấy bạn xem kỹ giờ mình sẽ chỉ rõ ha. Mấy bạn chú ý giùm mình là cái nút đào này với lại cái nút nhảy giùm mình nha. Thì hiện tại là mình đang chơi máy tính các bạn, thì nó dễ hơn xíu ha. Rồi các bạn giờ nghe nè, các bạn vừa nhảy lên, các bạn vừa bấm vô cái nút vô cái này giùm mình nha. Vừa nhảy vừa bấm này các bạn. Đó, bấm nút nhảy xong bấm nút này liền nữa nghe là giùm mình nghe nè. Đó, mấy bạn nghe cái tiếng mà what gì đó mọi người, là cái đó là mấy trúng nha các bạn. Ok ha. Rồi bây giờ làm lại nha. Đó. Trời ghê chưa? Thì trúng nha các bạn, trúng nha, nhưng mà cái này đọc cái này nó hơi lâu xíu. Nhưng bạn nào muốn thấy con này trước mắt thì các bạn có thể đập em xuống nha mọi người. Đó, ok ha. Rồi, vỡ rồi các bạn ơi, vỡ rồi nha. Đó, đập được nha. Theo qua đây lụm cục này luôn nha, theo qua đây lụm cục này luôn. Ngon đó nha. Đấy rồi các bạn ơi, đập xì la vàng là ra cái cúp màu vàng nhé bạn ơi. Ok ha. Trời đất ơi, đập xì la màu vàng rớt cái cúp màu vàng nhé bạn. 2 hours later. Rồi mọi người ơi, thì mình đập được khoảng thời gian các bạn, mình được 550 điểm các bạn. Mình cũng cách các bạn top 1 hay bị xa, top 2 hay bị xa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi gọi là đi chế tạo chiếc xe thôi các bạn ơi, đi thôi. Tôi không có đập nó nha mọi người, tôi không có đập nữa mà tôi đi chế tạo chiếc xe, lại chế tạo đồ cho bạn xem nha. Giờ chiếc xe hôm qua mình chế tạo rồi này các bạn. Ngon lành nha mọi người ơi, tôi nhận được chiếc xe các bạn ơi. Wow, đỉnh nha mọi người. Rồi tiếp theo là mình chế tạo cây kiếm luôn nè. 7 giờ rồi ha, cây kiếm sao chế lâu dữ ta. Rồi nha mọi người, hôm nay giờ chế tạo cây súng ta. Cây súng ha mọi người, hay là cái gì đây các bạn. Bây giờ mình cái con xì lam này á thì mình không có gọi là không có chế tạo được các bạn, tại vì nó cần tới 2 viên kim cương đỏ lắm các bạn ơi. Kim cương đỏ thì mình kiếm hơi khó nha. Rồi nếu vậy thì thôi mình sẽ chế cái này đi mọi người. Mình chế cái này xong mình ấp nha mọi người, ấp lên biết đâu ra cái con này sao mọi người nha. Đỡ tốn tiền, đỡ tốn kim cương nha mọi người. Dạ, tôi sẽ chế cái này nha các bạn. Ủa mà 2 giờ nữa hả? Lâu dữ người ta. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kim cương để mình chế tạo 3 cái quả trứng nha các bạn. 3 quả trứng cho mình, gì mình ấp cho các bạn xem nha. Về ấp luôn cái hạt này cho các bạn xem luôn nha các bạn ơi. Ồ, mình có nhiều cái này mà mọi người. Rồi tính ra là kim cương tôi gần hết đó mọi người ơi. À, cái trái tôi gần hết kim cương rồi các bạn ơi. Rồi, tôi đã chế tạo xong 3 cái trứng các bạn. Ngày đầu tiên mình cho các bạn đăng ký kênh rồi. Hello em nha. Hello em, cho em một tim nè. Đó, anh đang đi thử xe cho mọi người xem em. Rồi, đây cái xe này mấy chỗ mọi người nhà tôi quên nữa các bạn. Ồ, đó, xe này chạy hơi bị xịn nha. Ôi, hình như chạy hơi bị chậm nha mọi người. Hơi bị chậm các bạn, cảm giác như nó chậm sau các bạn. Đó, nhưng mà thôi các bạn, giờ mình về nhà mình ấp trứng cho các bạn xem nha. Đi thôi. Rồi, trước tiên thì mình phải để 3 con bé này ra các bạn, mình cắt 3 con bé này vô nha. Rồi cắt 3 con vô luôn. Ê, hay là để từng con đi ta. Ấp từng con đi cho các bạn cho nó dễ nhìn nha. Rồi mình sẽ ấp con này trước nha các bạn. Rồi. Ôi, mình có 3 cái này luôn nè. Rồi ngon. Rồi đỡ tốn tiền, đỡ kiếm kim cương. Yeah. Rồi, để tôi con ấp đầu tiên ra con gì đấy các bạn ơi. Bây giờ các bạn nghĩ mình ra được con hiếm các bạn ơi. Giờ các bạn đón cho mình nha. Bạn nào nghĩ mình ra con hiếm á, hãy bấm nút like nha mọi người. Bạn nào nghĩ mình ra con cùi á, hãy bấm nút đăng ký kênh và comment bên dưới là con cùi nha các bạn. Ok ha. Rồi, giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem nha. 2, 3, con gì đây các bạn ơi? Con gì đây? Con số gì ra? Ra con gì? Con xì lam soda nha mọi người. Cái gì vậy ta? Rồi, tôi sẽ lấy con soda này ra nha các bạn. Rồi tôi bỏ cái con khác vô. Tôi tính ra tôi có cái trứng cái trứng điểm danh mọi người. Ồ, vậy là 4 trứng thôi cũng được. Rồi tiếp theo trứng tiếp theo là được con gì đây các bạn ơi? Mong là ra con hiếm nha. Hiếm. Con xì lam đào nha mọi người. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy? Hết xanh rồi tới hồng nha mọi người. Rồi chịu rồi. Rồi lấy cái trứng của game tặng đây mọi người. Trứng game tặng tôi nghĩ nó không ra con xịn nữa các bạn, nó ra nó con cùi không à. Bình thường là game tặng chẳng hạn như mấy trứng mà đầu game các bạn nhận là cái trứng thường đó, là lúc nào mở cũng như con heo vậy á, không ra con nào khác đó các bạn, tôi bảo đảm các bạn luôn. Rồi mở nè. Ra con gì đây? Gịch đi em ơi, gịch mạnh lên. Xì lam trà xanh nha các bạn. Dạ, 3 cái trứng là 3 con khác nhau luôn các bạn. Rồi. Vậy là cái con cuối cùng chúng ta chắc chắn là một cái con gọi là con vua rồi các bạn ơi. Rồi để coi nghe có được con vua không nha. Trời đất ơi. Rồi lụm đi. Lụm đi. Xì lam đào nha mọi người. Ủa là hên dữ chưa? Là hên dữ thằng chưa? Cái gì vậy ta ơi? Là sao vậy? Rồi thôi tôi chơi xíu bingo đi mọi người. Còn mấy ô nữa tôi mở được các bạn. Được cái gì 300 tiền à. Đó tôi dùng cái này nè. Đó, bấm lại lên 1 kim cương. Lên. Hai cái kia. Sao trùng nhau không vậy? Được cái mới. Được cái bingo nè. Được cái mới nữa mọi người. Được. Lại bingo à. Lại bingo này mọi người. Ủa sao trùng rồi? Mới nói luôn á. Rồi xong. Rồi với tôi còn 5 số đó các bạn. Bây giờ cái đợt sau ha. Được bộ đồ. Đợt sau mọi người tôi sẽ mở đâu đó khoảng 1 đến 2 số, nó còn lại dùng cái này mọi người. Để chọn cho nó nhanh cái cho chắc ăn vậy các bạn. Đó ok ha. Ngon lành liền. Trời đất ơi. Có cái gì đây? Cái nãy được cái gì mọi người? Cái đôi dài à. Cũng được, đôi dài mà phát sáng cũng được nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trả kèo cái mini game các bạn. Thì đầu tiên là cái mini game kết bạn này các bạn ơi. Ông này ông tên là chơi xe vành hay sao, là chơi số 7 hả? Đặt là tên chơi gì kỳ vậy. Rồi ok các bạn, thì bạn comment sớm nhất ngày hôm qua đó là bạn Chu Ngọc Bích nha. Bạn này comment dùm bằng danh nè. Kìa thôi chịu rồi. Ok luôn. Rồi kết bạn luôn nha mọi người ơi. Rồi ở video này mình cũng sẽ kết bạn với các bạn bình luận sớm nhất luôn nha, nên bạn hãy nhấn cái chuông để khi nào mình ra video mới thì các bạn vô bình luận liền để mình được mình kết bạn ha. Ok ha. Rồi tiếp theo là cái phần thưởng, cái quà gọi là quà có quà đó các bạn ơi, đi thôi. Rồi bạn may mắn nhất ở video ngày hôm qua sẽ lại các bạn ơi, là bạn Quỳnh Phan, các bạn tên trong game là cụ già dễ thương ha. Ok rồi chúc mừng em ha. Rồi tặng quà cho em luôn, nhưng mà rất là tiếc luôn các bạn ơi, thì bạn này bạn chơi ID sai các bạn nha. Rồi bây giờ chọn bạn khác nha. Rồi bạn tiếp theo là các bạn ơi, bạn tiếp theo đó là bạn Ạc9 nha. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy ta? Rồi bạn gì đây? Bạn Đức Huy trong game tên Đức Duy. Ok rồi tặng quà cho em nha. Cái gì bước 4 ha. Có chữ M ở này tôi coi đúng thôi nhưng mà rồi các bạn này hình như bấm hay sao á. Ok rồi bạn này đúng nha mọi người, đúng nha. Rồi bạn tặng nhận cái gói phanh phanh gì đúng không? Rồi phanh gì nào mọi người, rồi tặng cho bạn luôn. Ok mọi người, thì mình đã tặng cho bạn thành công nha mọi người nha. Rồi các bạn, thì cái mini game video này chúng ta sẽ là cái gì các bạn? Rồi cái mini game video này á, thì mình tặng cho các bạn cái này ha, hoặc là cái gói slime vua này các bạn, hai là ba là cái thuốc trưng cáo nha mọi người nha. Rồi thì để tham gia cái mini game mình ở bước 1 phải like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông, các bạn nhớ nhấn cái chuông này nhận thông báo sớm nhất để comment sớm nhất là đầu tiên ha. Rồi cái bước thứ hai là các bạn để lại cái tên trong game của các bạn, rồi cái cộng với ID giùm mình nha, thêm cái ID các bạn nhớ là phải có ID mới tặng được nha. ID thì các bạn hãy nhấp sao chép rồi xong các bạn dán vô cho nó chính xác, các bạn đừng có bấm tay nha, bấm tay các bạn bấm sai một số theo một chữ là không có đúng như giống như bạn kia nha các bạn ơi. Rồi cái bước thứ ba là các bạn nhận cái gói nào để các bạn comment bên dưới nha. Rồi giờ thì cho các bạn lên TV thôi, tí thôi. Ok, hello mọi người nha, lên TV mọi người. Thì mấy bạn nào mà sớm giờ vô nhà mà không được thì cho mình xin lỗi nha mọi người, tại vì quên các bạn, hồi tối hôm qua các bạn quay clip cho Junbi xong rồi quên khóa cái nhà luôn các bạn ơi, để chế độ bạn bè các bạn vô không được nha. Bây giờ thì bạn nào vô được thì vô nha mọi người. Rồi lên TV nha mọi người nhé, đi bên này trước nha. Bạn bên này là bạn Bonnie Phan nè ha. Tôi 11 tuổi nha mọi người, thấy tôi cầm gì không á? Có thấy gì đâu trời, thấy gì đâu. Bạn Nhã Ca nè, gơi vậy, khoe cần câu, khoe búa rồi gơi. Thôi chịu rồi, nói gì chịu chứ biết sao giờ. Tàn Zalo mãi lỏ, tòng Zalo mãi lỏ, tòng like hả? Dịch nè, đó fan bầu tim nè, giữ vậy sao? Bạn em bé Cutie nè ha. Gió đưa cần chút lọ đà nè. Ba mẹ lấy rồi dí dép chạy theo cái gì vậy? Da anh đen nhưng lòng anh trắng, da anh trắng nên da anh mới đen là sao vậy trời? Em hèm trà chữa hai em ta tửa hả? Này em uống trà tưa hả? Cái gì em há miệng ra đó à, là đó cái kiểu đó. Rồi rồi sao với mọi người. Rồi quýt bôi nha, bạn yêu nè, yêu Angel nè, bạn Winnie Angel ha, bạn Android Fan nè, tôi là em của Bonnie Fan á. Rồi vậy dữ dằn gì sao, anh cũng là fan em mà anh là toàn fan nha. Ừ Liti nè, bạn cuốn thôi nè ha, bạn khôi nớp nè, dữ vậy sao, bạn Nam Yolo nè, bạn toàn thúi nãy không mọi người, không nha, tôi hết thúi nha mọi người, bạn Sion nha, bạn ếch nè, bạn Nhã Ca nè, bạn lòng xào dưa nè, bạn quýt bôi nè, bạn Lily Show nè, bạn bé Hân Omego, bạn Dịch nè. Rồi bên này là bạn Thiên Dương đây, bạn Xì Lô nè, dữ gì sao vậy? Vậy bạn Nam Yolo, bạn đệ hai Torirama nè, dữ dằn, bạn cuốn thôi, bạn Nhã Ca, bạn kẻ si tình, anh toàn đẹp trai nhưng không đẹp bằng em, dữ vậy sao, dữ vậy sao? Bạn Dâu nè, bạn Thị Ngọc Ánh nè, bạn Thê Thư nè, bạn cua này đại nha, cua đại hả? Cua này dai nha hả? Trời đất ơi, cua dai ăn gì em ơi. Bạn Cute nè, bạn Linh nè, bạn Ngọc Trâm nè ha. Bà là ai hả mà anh không biết nữa. Bạn Di nè, anh ơi ăn lòng xào dưa. Ủa lòng xào dưa là gì, sao bữa nay nhiều người nói vậy? Nhớ đăng ký kênh nha mọi người nha. Rồi ok nè, Mimi nè, tép cày chai nè, tép cày chai, Doraemon, Doraemi, Duyên Duyên từ từ, em bé tuổi thân nè, Chu Ngọc Bích, Nam Yolo, bé Dịch nè, gồng lao gồng qua ái nì cái vậy trời, cái gì trời. Bạn Hiệp, bạn Hiệp nè, bạn Nghĩa nè, bạn Nhã Ca nè, Điệp Viên toàn Zalo. Ừ bạn May May, bạn Cung Leo, bạn cà phê chiến dịch, bạn Sâu Long Báo nè, bạn Omega, bạn LBL nè ha. Rồi bên này là bạn Khánh Linh nè các bạn. Rồi lên TV xong các bạn, bạn nào muốn lên TV thì vào nhà mình lúc 13 giờ ngày cho bạn lên TV, rồi đọc tên như ký tường cũng như kết bạn với bạn ha. Rồi thì bạn nào chưa like, chưa đăng ký kênh thì tới đây cho mình xin 10 lượt like, đăng ký kênh mọi người xem đến đây nhớ cho tôi xin 10 lượt like nghe mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.